Xin kính chào quý bà con. Hôm nay kênh sầu riêng miền Tây sẽ tiếp tục cập nhật giá sầu riêng Thái và sầu riêng G6 ngày 6 tháng 6 2024 ở khu vực các tỉnh miền Tây cho tất cả quý cô chú và mấy anh chị theo dõi giá diễn biến của giá sầu riêng. Thì cụ thể giá sầu riêng Thái hôm nay lỗi nhất là 102 đến 105 ngàn, trái từ 2 hộp 7 trở lên và nặng từ 1,9 đến 5,2. Giá sầu riêng Thái loại nhì là từ 82 đến 85 ngàn, trái từ 2 hộp gửi cho lên và nặng 1,7 kg cho đến 5 kg gửi. Sầu riêng Thái loại 3 là từ 55 đến 57 ngàn, trái từ 2 hộp và nặng từ 1,2 kg đến 6 kg. Đối với giá sầu riêng G6, sầu riêng G6 loại nhất là 65 ngàn, trái từ 2 hộp 7 và nặng từ 2 đến 5 kg. Giá sầu riêng G6 loại nhì là 50 ngàn, trái từ 2 hộp gửi và nặng từ 1,7 kg cho đến 5 kg gửi. Đối với giá sầu riêng G6 loại 3 là 38 ngàn, 2 hộp, trái nặng từ 1,4 kg cho đến 5 kg gửi. Đó là giá sầu riêng hôm nay tại khu vực các tỉnh miền Tây là ngày 6 tháng 6 2024. Kênh sầu riêng miền Tây xin nhắc lại một lần nữa, giá sầu riêng Thái và giá sầu riêng G6 hôm nay là ngày 6 tháng 6 2024 tại khu vực các tỉnh miền Tây. Giá sầu riêng Thái loại nhất là từ 102 đến 105 ngàn, từ 2 hộp 7 trở lên và nặng 1,9 kg cho đến 5,2 kg. Giá sầu riêng Thái loại nhì là 82 đến 85 ngàn và từ 2 hộp gửi trở lên, nặng 1,7 kg đến 5 kg gửi. Đối với sầu riêng Thái loại 3 là từ 55 đến 57 ngàn, trái từ 2 hộp trở lên và nặng 1,2 kg đến 6 kg. Đối với giá sầu riêng G6, giá sầu riêng G6 loại nhất là 65 ngàn, 2,7 hộp trở lên và nặng 2 đến 5 kg. Giá sầu riêng G6 loại nhì là 50 ngàn, trái từ 2 hộp gửi trở lên và nặng 1,7 kg cho đến 5 kg gửi. Giá sầu riêng G6 loại 3 là 2 hộp trở lên và nặng 1,4 kg đến 5 kg gửi. Thì quý cô chú anh chị nhà vườn có sầu riêng cần bán cứ liên hệ số điện thoại ở trên clip để lấy số lá dựa hoặc công ty ở từng khu vực, tùy từng khu vực xa gần mà kênh sẽ cho số trực tiếp ở tại khu vực đó. Thì những cô chú anh chị nào mới vào kênh nhớ đăng ký kênh và cho kênh một cái like, một cái chia sẻ để kênh tiếp tục phát triển, báo giá chính xác hơn, cụ thể hơn và sớm hơn để bà con cô bác nhà vườn được theo dõi giá chuẩn nhất. Cảm ơn, xin cô chú anh chị nhà vườn rất nhiều.